Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1998, cư trú ấp Bình Thạnh, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang về hành vi cướp tài sản. Qua điều tra, sáng ngày 11 tháng 12, Đại đến tiệm vàng Ngọc Trường, ấp Tân Quế, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, do ông Lương Thanh Năm làm chủ, giả vờ mất giấy cầm đồ. Lợi dụng lúc ông Năm không để ý, Đại tấn công ông Năm. Ông Năm tri hô, Đại bỏ chạy. Người dân xung quanh truy đuổi, bắt được, giao công an. Tại cơ quan công an, Đại khai bản thân không việc làm và mê game dẫn đến nợ nần. Không tiền trả nợ, Đại nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Khi vào tiệm, Đại thấy có 3 chiếc nhẫn vàng để trên bàn, phía sau tủ trưng bày nên định đánh ông Năm để cướp. Tuy nhiên, chưa cướp được tài sản, Đại đã bị bắt.